Hàng ngày này buổi sáng thì vắng vẻ dễ sợ, buổi chiều cũng dập cho ta không có thời gian thở luôn. Cũng có bắt ổng không rồi đây rồi chắc không thấy chị chống lắm. Chắc thấy chị mang đồ đen không nhận ra gì. Nhân viên còn tìm ra. Cái này chắc để nặng là chị thôi chứ không có dùng đồ đúng không? Đấy nhá. Nó hay để nặng thôi chứ không có dùng à? Dạ có đó chứ, có skin đó chứ. Ý là dùng kem bên chị? Dạ không. Chắc không. Đi nặng chứ không dùng. Nhìn là biết là không. Mụn là biết địa chỉ. Đau quá à. Mụn gì mà thấy viêm viêm ô không? Mụn này do nội tiết tố không chị? Do thức đêm. Có thức đêm không? Chứ mụn này là liên quan tới thức đêm nhiều. Là... Mụn này là liên quan tới thức đêm hơi nhiều đó nha. Thức nhiều thật chị. Rất là đúng rồi. Đang làm cái gì mà thức ghê bé. Chơi nhá chị. Chơi game mà. Không chơi, cứ bấm điện thoại miết quên. Mấy giờ ngủ? 1 giờ, 2 giờ chị. Nó trao trao. Miết dậy nó lên nhiều luôn. Trời, thành quen luôn rồi. Không bỏ. Ngày của mình vẫn còn 12 giờ hoặc 12 rưỡi. Thường ngày á chị không? Ừ. Ngày nào đa số ngày nào đó. Wow. Do á, là con lái thấy chị á, thức đêm mà răng chị lại dậy sớm nữa. Cái răng chị đỉnh nữa. Rồi bữa trưa chị cũng không ngủ luôn. Trời ơi. Rửa mặn còn như con heo đây nè. Ngồi lên ký rầm rầm. À. 12 rưỡi với chị cũng là bình thường. 1 giờ là qua giấc ngủ của chị rồi là chị thức luôn tới sáng luôn. Chị phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được. Chị thấy mà 1 giờ mà chị chưa ngủ là chị tự hiểu luôn, chị đứng lên chị uống thuốc ngủ luôn á. Ừ. Không, với lại đầu chị mà suy nghĩ nhiều cái là chị bị chị kể như là à. Không nghĩ gì suy nghĩ lung tung đó đó mà không ngủ được mới thức. Chào, có mấy lần tôi uống trà sữa thì sáng luôn.
uống buổi chiều nghe, mà buổi tối không ngủ được nghe, chứ đừng nói uống buổi tối là đầu đó trắng đêm. Đổ ra có ai ăn không? Ai cũng bận hết. Đi ra đem về cho mấy đứa ăn, mỗi đứa thử miếng rồi họ mua ủng hộ. Không, thế mà chị thấy ăn được nhưng mà thay một xí nữa rồi là được. Xí cay xíu thôi, một xíu xíu thôi, nhiều quá là ối về liền á. Cay thêm xíu nữa mới ngon ấy. Một chân gà là phải rước ít cay quá là nó khó ăn. Nhưng mà chân gà rút xương là chị thích hơn, nhưng mà cái nó là sợ ăn bị chi thôi, chưa ăn nhiều bị bệnh. Bình thường thôi, nhưng mà ý là không bán tràn lan nó thấy ghê quá. Chưa ăn chi cũng sợ luôn á, thấy coi mấy cái đồ trên thấy kinh quá đi. Chưa cái bụng sâu giống như là nước đun sôi. Chưa xuống ta chờ viên giảm cân luôn, thấy tình hình lên ký quá nặng đó, nhưng mà có chị ăn đâu, mày đâu. Ui trời mẹ ơi, bay lên đó trời xanh luôn. Sướng đau bụng. Để coi lên Lào còn miếng ngon. Tức cười, chị mua gói mì, mì gấu chị để ở trên phòng đó. Nửa đêm 12:30 thấy ông Bi ông rục. Tôi cái chì đó, tôi đang ngủ không kêu đói bụng quá, ông mà ông bật cái đèn flash lên rồi ông mò mà rục. Ông ăn, ông ngồi ông ăn đó. Tại kìa, đưa miếng nè, đói bụng quá nè, làm như tôi tỉnh luôn, ngủ luôn. Thật ra đã chưa ngủ được chứ không phải là... Có mà dự trữ để giao vừa rồi là chị đau đó, chị hãy để vậy. Thở nhìn mấy ta thấy ta mày quá rồi. Gì đó? Làm chi tay bút? Tránh cái bị nhiễm lạnh á. Nó làm xuống lắm. Rồi làm cái quần què chi cho hết.
thôi thì nó đỡ việc sáng sư ấy nhỉ. Nhưng mà hắn kêu là không tắm đêm mà em không tắm đêm nhưng mà nó quận bì là về ngủ yếu như câu bình bệnh già cả bệnh ế mà lâu năm bệnh ế lâu năm trời cũng phát tác.